nhấn đăng ký kênh 23 để được 100.000 sub nhé. À, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình. Chào bạn. Nói đây, nói tiếp đây. Bánh mẹ đang nói thì vào mồm. Tiếp đi. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Ai thông minh hơn tôi. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một đối thủ ở đây đến thách thức nhà vô địch. Đó chính là Sơn Trọng Nguyễn đến từ Quảng Ninh, nhà bãi cháy, chuyên môn là đào than. Đấy là bãi cháy, bãi cháy đéo có than. Được rồi, hy vọng là ban giám khảo sẽ không hỏi những câu hỏi về than cũng như là công việc đào than. Thì tôi chắc chắn là tôi thua. Ok. Các bạn thì đều biết rằng là Đức Kính là một caster đúng không ạ? Caster khá nổi tiếng rồi. Không nổi tiếng lắm. Ai xem kênh cũng đều là fan của Luki cả. Cho nên các bạn đều biết là nghề đấy thì giỏi nói mồm. Đức Kính luôn nói về những cái trận thắng tôi trong đéo hiểu ở đâu ra. Và những trận khó khăn trong khi đó anh em có thể lên một cái kèo đấu Dota solo mid. Ok. Để lên khoảng độ 5. Ok, nói đi để tôi nói hết. Và các bạn sẽ biết là Đức Kính có là thắng tôi chưa. Đéo bao giờ luôn. Được. Sao lại? Người ta mọi người sẽ bíp mà. Hôm nay em vẫn sẽ đem đến cho anh một câu hỏi. Được. Em vẫn sẽ là những người trả lời. Được. Anh em sẵn sàng chưa nhỉ? Rồi. Ok. Câu hỏi đầu tiên. Những người phụ nữ sau có liên quan đến địa danh nào ở Hà Nội? Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Lộ, Hồ Xuân Hương, huyện Thanh Quan và Ngọc Hoa Công Chúa. Địa điểm. Rất nổi tiếng ở Hà Nội. Đã đi chơi Hà Nội bao giờ chưa nhỉ? Hoàng Thành Thăng Long. Sai. Anh chẳng biết tự nhiên chẳng được. Hoàng Thành không phải đúng không? Nguyễn Thị Lộ là vợ của Nguyễn Trãi không? Em có thể để ý những cái tên cuối đó là Ngọc Hoa, Ngọc Hoa Công Chúa. Vân Miếu. Sai. Anh biểu nữ đều được vào đâu. Bình thường là vợ nó đi hiểu gia đình hết. Nó phải trong thành. Chịu. Bảo tàng. Sai, câu trả lời là Hồ Tây. À. Câu trả lời là Hồ Tây. Phát. Có tên cuối như là Ngọc Hoa, có Từ Hoa Công Chúa đấy. Ừ. Câu hỏi thứ hai. Tên của ông có nghĩa là biển lớn. Mặc dù đất nước ở quê hương của ông không có biển. Vì thứ hai, thế kỷ 12, ông là người thành lập ra một vương quốc có từ vùng sa mạc. Sau đó mở rộng vương quốc ra khắp châu Âu và châu Á. Thành các từ hãng. Đèn thế, ăn không nhỉ? Thì rồi. Cho một hint thôi. Trời dễ quá. Câu hỏi thứ 3. Lễ trao giải thưởng này được tiến hành ở nhà hát Abracadabra ở thành phố Santa Monica, California. Oscar. Sai. Grammy. Giải thưởng này có từ năm 1980. Là giải Quả Cầu Vàng. Sai. Là giải trao cho các tác phẩm điện ảnh tồi nhất. Mâm Xôi Vàng. Trả lời chậm thôi. Trả lời chậm thôi. Mày may đấy. May cái lồn, trả lời ngu đi. Vệ sinh nhân tạo đầu tiên của trái đất tên là gì? Sputnik 1. Từ từ nào đi mẹ. Mày có biết lồn. Nhanh đấy, nhanh. Em biết. Bấm nói cho vui thôi đúng không? Đã, chứ không thấy bố giơ ra cái khoảng. Khoảng cái lồn. Phố Yến là tên gọi vũ của thị xã nào? Thị xã? Mẹ bấm xong rồi hỏi lại đá chứ con mẹ bây giờ biết chơi đâu. Hưng Yên à? Hưng Yên à? Anh nói thật với cả Đức. Chơi xấu với lột bấm xong đéo trả lời ngay. Ngồi nghĩ rồi trả lời. Cái gì? Kệ chứ, nhưng mà tiếp tục bấm đây, bấm đây. Câu hỏi thứ 6. Thành phố nào là trung tâm của cách mạng tháng 10 Nga? Anh chọn Leningrad. Sao? Saint Petersburg. Đỉnh mẹ. Okay. Người yêu nước. Nước gì? Nước Nga. Nước Nga. Từ từ chưa nói xong. Học rất thuộc về lịch sử của những nước bạn nữa. Những bạn nước gì, bạn thực gì, hiện bạn cách gì, mạng bạn cộng gì, sản nhá. Thế nhá. Đừng có lâu chính trị vào đây. Ok. Bù nhiều Hàn Quốc mà. Có liên quan gì? Mớ vẩn. Thành phố nào của Italia được Shakespeare chọn là bối cảnh diễn ra câu chuyện? Có chuyện gì nhá? Có chuyện gì ạ?
Chắc chắn là đến tại Rome, Geneva rồi. Đấy thì là thành phố Venice. Rồi. Em đọc tiếp, không, em phải đọc tiếp chứ. Không, em đọc tiếp đi. Rome. Florence. Cái ý còn thành phố. Không, không, từ từ nhá, cứ trả lời đi. Trả lời đi, cái lâu nãy anh ạ. Venice không phải. Phải Florence à? Milan. Không, thành phố mà Phùng Hưng rất nổi tiếng, tên là gì nhỉ? Cái đấy thì ai cũng biết rồi, tao cũng đang đi lọc đây. Không, từ từ nhá. Anh Trọng có thể trả lời cho mọi người đến được. Đọc hết tên cái đội bóng ra là sao, rốt vậy lắm. Cái phố gì nhỉ? Thành phố nào? Không nhớ cái tên này. Bộ, từ từ anh chưa trả lời mà. Anh vẫn đang trả lời Bologna. Thành phố chúng ta nhắc đến là Verona. Kia vô Verona đi. Okay, câu thật ra với một người yêu văn học như anh mà không trả lời câu hỏi này thì là một mang cái tiếng đi học văn, mang cái tiếng chẳng đéo nữa sinh ra. Một vài cơ hội như được được được. Câu hỏi 8. Đây là một trong những cuốn sách gây nhiều tranh cãi nhất và cũng là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử. Bán hết ngay ngày đầu tiên tung ra thị trường, ngày 24 tháng 11 năm 1859. Tác giả của cuốn sách là một nhà tự nhiên học. Bấm xong nghĩ không, thấy không, dễ quá đi. Thuyết tiến hóa, à, chuyện, à, nguồn gốc muôn loài của cuốn sách Darwin. Dạ. Ừ. Cũng là đưa ra dẫn chứng khoa học thuyết phục rằng vài người tiến hóa. Lúc đấy em chưa đẻ đâu Đức ạ, à, em không biết được đâu. Cái điểm cần mẹ. Không, nhưng mà anh rất ghét những người bấm xong rồi ngồi nghĩ. đấy là chơi xấu. Tôi nghĩ là cái tôi nhớ lại trong hoạt trình. Không được, đấy là anh cãi lượt của em, xong rồi anh ngồi anh nghĩ tiếp. Thế là không công bằng. Câu hỏi 9 á. Đây là ai? Năm 1984 tại London, trong phiên họp giữa các nhà bác học và quân sự thế giới đã công bố danh sách 10 đại nguyên soái quân sự nổi tiếng thế giới, trong đó có ông. Ông vừa là đại nguyên soái vừa là một nhà văn. Ông là một trong ba người đã lập nên chiến công hiển hách trên dòng bạch đằng lịch sử. Trên đạo. Dạ. Ít con mẹ. Bấm trượt. Đèn quá, bấm chưa thò tay ngồi. Em thì nhiều lý do lắm đấy. Câu hỏi thứ 10. Trong lịch sử ngành y học, loại thuốc được con người sử dụng rộng rãi và lâu dài nhất cho đến nay là loại thuốc nào? Penicillin. Thuốc kháng sinh. À, kháng sinh thì cũng là penicillin mà. Hết lượt sơn trọng đúng không? Hết lượt Đức đấy. Paracetamol. Không phải penicillin à? Lại nhỉ? Chịu đấy, câu này anh sẽ bỏ qua. Lâu dài, gợi ý là từ 1899. Thì hồi đấy đã bắt đầu có thuốc y học hiện đại rồi đấy. Viêm nén chứ. Viêm nén à? Heroin. Đéo phải. Không phải. Bây giờ mình phải trả lời kiểu bừa bếp Merin. Câu trả lời là aspirin. Ồ. Đẹp. Thật ra thì anh lại cũng chẳng hiên dùng một thuốc đấy cơ. Câu hỏi thứ 11. Đây là vật dụng gì? Những tảng đá là đích sơ khai của dụng cụ này. Cải tiến đầu tiên mang tính cách mạng là tra cán của nó. Bùa. Sao? Địch mẹ cứ vớ nhầm cái chữ. Hay dạo bùa. Không, đoán nhanh thôi em ơi, giờ phải làm nhanh. Tay dao tay búa. Câu hỏi cuối cùng của đây là ai? Lại là ai à? Ai là người nói câu nói hãy cho tôi một điểm tượng. Archimedes. Mẹ. Ai? Archimedes. Trời ơi, độ mẹ đấy chứ. Sao anh hai thi đấu căng thẳng đấy. Sẵn sàng nhìn nhau. Em ơi, sẵn sàng thế nào? Chắc anh phải gấp đôi điểm với kính mất. Này gấp đôi cho tưởng tượng cái lâu đời. Đức Kính vẫn còn
ba câu hỏi, chúng ta còn ba câu hỏi để định hướng gỡ các bạn. Tức là giờ đang thu hiểu chậm một chút, chứ không gấp đôi đâu. Bà đi làm cũng nhiều đấy em ạ. À. Anh em hãy cho biết năm release của Dragon Claw Hook. Cho ba. 2014. 2012. Một trong đồ đầu tiên đúng không? Dragon Claw Hook hay gọi là DC Hook được ra đời vào tháng 7 năm 2012. Thế đấy trên chơi Dota. Trời ơi. Chơi Dota 2, thế đấy chơi Dota 1. Hero mới của Dota 2 tên là gì? À, lần này em phải đứt kinh nhanh hơn. Hoodwing. Khá cân đấy ạ. Bây giờ kinh còn một cơ hội cuối cùng để có thể sang bằng số điểm Xuân Trọng. Ừ. Mà vẫn còn khai thêm một điểm á. Vẫn là lồn thật ý. Anh em cho biết đây là âm thanh của trận đấu nào? Ừ. Tại vì tao giúp tiếng Anh lắm. Ok ok, chơi đẹp này. Navi gặp Invictus Gaming. Navi E-Home. Sai. Navi Alliance chung kết TI3. Đây là game 10. Đây là game cuối 5. Cùng game 5. Nghe không kịp. Và... em ơi, em thấy là em sợ rồi. À, bên đi nó cũng cancel TP. Mà S4 không tìm còn. À, và bug của S4 đã giúp anh Trọng quy định với số điểm nhớ nó tìm chỉ tìm một tí nữa. Mày tiếp cho tìm. Đen, thôi em ơi. Kể cả là 1 điểm hay 2 điểm ấy, nó cũng là như thế này đấy. Cái luôn đấy. Trong bóng đá ta có một câu là gì, đấy là cũng thường là cấp em ạ. Khoảng cách chỉ hơn nhau có 1 bàn thôi, nhưng mà nó là đẳng cấp đấy. Được. Tức là Đức Tính có 5 điểm và anh Trọng có 7. Tức là em đoán được câu hỏi cuối cùng này đấy. Chúng ta sẽ có câu hỏi tie break, nhưng mà rất tiếc là chúng ta sẽ bỏ. Cái lồn gì? Bức tường, dấu vua cái lồn này. Anh nghĩ là Đức nên gọi là thế nào nhỉ? Thứ nhất là nên đọc một sách hơn để có thể có thêm kiến thức. Và thứ hai là không chỉ là cái kiến thức mà đây mình phải có cái tinh thần. Tinh thần thua người ta, kém người ta là phải nhận mình... để mà học, để mà tiến bộ. Xong chưa? Xong chưa? Đến lượt đây. Em có một lời mình nhắn nhủ. Các bạn ạ, thật ra đi thi thì trong xã hội cũng như là trong xã hội hiện đương thời hiện nay người ta không quan trọng lắm đến việc là các bạn thi đấu như thế nào, có fair play hay không, quan trọng là kết quả. Các bạn hãy làm tất cả những gì có thể, hãy chơi xấu, hãy chơi bẩn, hãy làm mọi thứ để có thể chiến thắng, và sau đó các bạn hoàn toàn có thể viết ra những cuốn sách để dạy người khác cách để thành công đó.